Vâng, shop em lại gửi lời chào, lời kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy bìm bịp. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác là những cái mẫu mẹt chuyên đi bẫy bìm bịp, lụp bẫy bìm bịp và bìm bịp giả anh em nhé. Để biết thêm chi tiết về giá cũng như sản phẩm thì các bác có thể theo dõi hết cái video này. Em sẽ giới thiệu chi tiết để anh em tham khảo. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Là một cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, ship hàng là 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Anh em nhận hàng, các bác độc quyền kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền được nhá. Đây là hai số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Các bác điện trực tiếp bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho nha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết để anh em tham khảo anh em nhá. Đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bác là những con bìm bìm giả anh em nhá. Bìm bìm giả này bên em là 100% là nhồi keo coi nhá. Đấy, keo silicone. Đấy, và đã sấy khô rồi anh em nhá, làm dáng cho anh em rồi. Về các bác chỉ việc đánh thôi. Đấy, trong này là khung bằng thép anh em nhá. Rất là chắc chắn và anh em mà sử dụng thì các bác là của bền tại người không nhá. Các bác tránh mưa, tránh nắng, tránh để cẩn thận thì sẽ bền anh em nhá. Đấy. Bìm bìm giả. Các bác mua rẻ là bên em đang bán với giá là 200.000 đồng một con. Thế còn các bác mua lẻ thì nếu chăm mua theo mẹt hay theo lụp thì giá rất là hợp lý anh em nhá. Bây giờ là xem sẽ giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo mấy mẫu mẹt bẫy bìm bìm này nhá. Một chiếc mẹt bẫy bìm bìm này bên em là sản xuất bằng thép anh em nhá. Giá tại thời điểm này là bên em đang bán với giá là hơn 300. Đấy, bao ship tận nhà cho nha. Mẹt hai mặt anh em nhá. Kích thước của nó rất là chuẩn anh em nhá. Đây. Cầu tử này. Cầu tử kích thước của nó này tầm cỡ khoảng độ hơn 22-23 cm anh nhá. Đấy, còn về cơ bản là độ rộng của nó là hơn 40. Đấy, coi nhá. 44. Và độ chiều này thì nó rơi vào là 3637 anh nhá. 3637. Đấy. Mẫu này thì đảm bảo các bác là đánh hiệu quả. Mẫu này dành cho bác mà chơi mới chơi có thể là tham khảo dòng lưới này cũng nhá. Dòng mẹt này. Mẹt này dành cho bác mà kinh tế còn hạn hẹp anh em nhá. Thì có thể dòng đánh văn nghệ giải trí. Đây cũng nhá, thì các bác gài đây. Đấy. Mẫu này thì khi các bác mua thì bên em vẫn tặng cho bác một cái đựng dọ để các bác đựng nhái vào đây cũng nhá. Hai bên đều có anh em nhá. Hai bên đều có này. Đấy, đây. Em cài sẵn cho các bác cái này, các bác có phải nói chung là làm cẩn thận em nhé. Nói chung là mình cái của thép nó không thể bằng inox được. Inox thì nó giá là 750 em nhé. Nếu cái mẹt như này nếu bằng inox của nó là giá 750.000 bao ship tận nhà cho nha. Đấy, đây là có cái đựng ấy rồi anh nhé. Đây là cái đựng chỗ này là cái dọ để các bác đựng nhái rồi anh em nhé. Đấy, mẫu này là lưới của nó là lưới buộc anh em nhé, không phải lụa lưới đan tay. Đấy, hàng là như vậy, giá tiền đi đôi với chất lượng anh em nhá. Cái mẫu này thì giá nó rẻ nên là chất lượng nó không được tốt lắm, bằng thép thôi anh em nhá. Đấy, anh em tham khảo kỹ anh em nhá. Giá chỉ có hơn 300.000 đồng thôi mà mẹt hai mặt. Các bác đặt rất cũng được mà treo cây cũng được anh em nhá. Các bác có thể đặt con bìm bìm giả vào đây. Đấy. Hoặc để mỏ vào đây đều được anh em nhá. Đấy. Hoặc các bác đánh mồi nhái không nhá. Đấy, rất là hợp lý cho anh em. Đấy. Và tiếp theo giới thiệu đến các bác là một cái mẫu mẹt một cái mẫu lụp inox anh em nhá. Lụp inox như ông thấy trên hình đây. Đấy, lụp inox này. Chất liệu của nó là 100% là lụp inox này, bên em phải bán cái lụp inox lụp bẫy bằng bền bị bằng inox, chất lượng của nó cao cấp anh em nhá. Đấy, nó chắc chắn khi các bác mua đánh bằng mồi ăn hay là mồi thật thì các bác là mua cái lụp này. Đấy nhá. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết để anh em tham khảo cái mẫu lụp này. 100% là bằng inox. Đấy, hàng cao cấp anh em ơi. Đấy, khi các mua hàng bên em vẫn phải đóng hàng như này, đóng gói như này luôn nhá. Đây là chỗ để ra vào này. Chỗ ra vào anh em nhé. Đấy, chỗ ra vào đây. Cửa của nó đây anh em nhé. Đấy. Cửa đây. Cửa ra vào đây nhá. Các bác có thể cho mồi vào trong này. Đấy. Mồi là mồi thật các bác nhá. Đấy, đánh mồi cái đánh lồng phải đánh mồi thật nó mới hiệu quả. Đấy các bác nhá. Đấy, khi các bác mua lồng bên em sẽ tặng bác một cái túi gọi là áo lồng anh em nhé, áo lồng. Đấy, đây. Và kích thước của nó như ông thấy là chiều bên này nhá là rơi vào 50. Đấy. Và chiều dài này cả hai bên là nó rơi vào quay như là thành 87 anh nhá, 87. Đấy. Và cầu tử này thì chưa đôi 87 thì các bác thấy là tầm 45. Tầm 43 44 anh em nhé. Đấy. Lưới là lưới đan tay cũng nhá, hàng chất lượng này. Lưới đan tay. Đây. Đây là cái có cả cái chỗ
hãm này nhé, hãm khi con bổi nó mắc thì nó sẽ không thể ra được. Đấy. Và khi các bác mua thì bên em sẽ tặng các bác một cái áo lồng đi theo anh em nhé. Đấy, giá trị giá là áo lồng 100.000 đồng anh em nhé. Đây là cái móc mà em thiết kế rồi, để anh em xoáy vào đây anh em nhé. Đấy, các bác xách đi nó cũng rất là gọn nhẹ. Đấy, khi các bác lên ra ngoài rừng thì các bác xoáy vào đây, các bác đút túi hoặc bác xoáy vào, xoáy vào để treo cây anh em nhé. Đấy, móc treo cây. Đấy nhá, đây em mà xoáy lại cho các bác tham khảo cái mẫu này. Gen xoáy nhá, thiết kế gen xoáy để các bác đi rất là tiện lợi cho anh em. À, cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là cái lồng bẫy bìm bìm này thôi nhá, là bên em đang bán với giá là 1.300.000 đồng anh em nhé. Đấy, 300.000 đồng bao ship tận nhà cho anh em, giảm giá kịch sàn đấy anh em nhé. Ở chỗ nào rẻ hơn thì ở chỗ nào rẻ nữa thì bên em sẽ rẻ nhất đây nhá. Đây, rất là xịn sò anh em nhé. Đấy, các bác nào tham khảo mẫu lồng bẫy bìm bìm hai mặt này bằng inox 100% này thì alo trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.